Các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ nhận bạn tham gia chương trình iDrop nhận 200 đô ETH các bạn, mà mỗi một ghép là 10 đô kèo này kèo của hàng. Trên Tether nó có thông báo đó nha các bạn. Và một cái website rất là bắt mắt, mình cũng tìm hiểu và mình làm hướng dẫn các bạn tham gia nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn click cái phần link mô tả của mình, nó ra một cái giao diện như vậy nè, nó ra website này các bạn vào đây mà tìm hiểu nha các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp. Rồi các bạn đầu tiên fit name, các bạn điền giống mình nha các bạn. Mình là tên Quỳnh Nhân Ảnh, mình ghi nè. Fit name, million name. Quỳnh. Thằng em à. Ui này. Ui. Quỳnh. Dưới đây là millennium là các bạn cứ hỏi nha các bạn. Quỳnh Văn. Còn lát em các bạn ghi tên nha các bạn. Mình tên ảnh thì mình ghi tên anh. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình vào nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh 5931 và cộng chấm cơm. Rồi đây thì ngày sinh của mình nha các bạn. Ngày 22 tháng 6 ngày sinh. Rồi con chi các bạn chọn Việt Nam cho mình nha các bạn. Ngày sinh không hợp lệ. Thằng nha các bạn, mình coi con chọn quốc gia Việt Nam. Mỹ già cái này. Rồi ngày sinh không hợp lệ. Để mình ghi lại ngày sinh nha các bạn. Rồi ngày 22 đi khai sinh không phù nổi. Follow the world. Thời follow the world và retweet 10 người bạn. Join kênh Telegram. Máy giới thiệu các bạn đi nha, bạn bắt địa chỉ ETH. Vụ gì vậy trời? Redshin website ETH. Thấy không? Các bạn follow nữa. Follow tài quyết theo word của nó nè. Và tăng 5 người bạn, 10 người bạn nha bạn. Ít chứ. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Mày nghe nó xích lắm. Rồi các bạn follow rồi nè. Mẹ sao nó dán lâu vậy ta? Chốt ra.
Rồi, bằng like nó nha các bạn. Con này giờ mình vô lại các bạn, mẹ nó đâu giá lậu không biết. Đang theo dõi nè, các bạn tự quyết lên nè. Các bạn like nè, các bạn tự quyết lên trang chủ dự án nè. Nào trang chủ dự án nó ra bài nào trời. Chắc là bình luận bài này nha các bạn. Bạn dán 10 người bạn mình vô nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn like tự quyết bài này lên. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn vào thằng này điện thông tin đúng chưa? Bạn nam Quỳnh Văn Anh, email mày xin chuyện nam. Rồi các bạn ghi username tên là theo của mình, các bạn vào set vào chat các bạn cộng win. Về nè nè H9. Rồi bấm Z nha các bạn, like và comment. Rồi các bạn lấy cái đường link mà các bạn ghi quyết 10 người bạn đó nha các bạn. Còn mở thử Word lên nè. Các bạn lấy hồ sơ nè. Tự quyết và trả lời nè. Rồi các bạn lấy đường link này nè các bạn. Các bạn bấm vào đây nè. Sao chép đến thầy Word. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Các bạn bắt lên ghi quýt nó vào các bạn. Rồi các bạn vào đây join Telegram đó nè. Bà chó cái máy này trời, tức trời. Nó khủng lắm. Rồi bán cho anh nhầm không ạ? Nhồi nhồi rồi các bạn thoát ra nha các bạn, thoát ra lại nha các bạn. Rồi các bạn ghi username Telegram của mình lại nè. Anh cầm anh 032 99 31 577. Gaffer là cái
username Telegram của mình nha các bạn. Các bạn để y nguyên cho mình đây các bạn. YouTube video option request. Rồi các bạn bắt địa chỉ ERC20 wallet của mình vào các bạn. Các bạn mở với chút wallet nè. Rồi các bạn copy địa chỉ với ETH của mình nè. Các bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nè. Các bạn bắt từ đây nha các bạn. Rồi mấy cái này bỏ nha các bạn, nó không yêu cầu cái nào có dấu sao đỏ thì các bạn làm nha các bạn. Nhưng dấu chấm sao này nè. Rồi các bạn kiểm tra thông tin lên nha các bạn. Rồi khoan, bây giờ mình bắt đường link địa chỉ YouTube mình giới thiệu cái kênh mình luôn nha các bạn. Còn bạn nào không làm cũng không sao nha các bạn, tại vì mình thích. Rồi các bạn vào trang ba cái nha, ba dấu gạch nè, kênh của bạn nè, rồi bấm mục chia sẻ nè, sao chép đường dẫn nè. Các bạn mấy bước đó các bạn bỏ cũng được nha các bạn, tại mình làm đâu không có yêu cầu. Rồi bạn bắt vào nè. Rồi các bạn kiểm tra thông tin luôn lần nữa các bạn. Like Usen em theo rồi bấm bấm gửi các bạn. Rồi chính xác rồi, như vậy mình đã kết thúc video các bạn. Mọi thông tin gì không hiểu các bạn có thể lại comment bên dưới. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn.